Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Thì hiện tại là 1 giờ thứ 6 ngày 13 tháng 12. Thì hôm nay em lại lên một số mặt hàng nữa. Bởi vì hàng người ta mới đi ngủ về các bác. Đó, nên rất nhiều mặt hàng đẹp thì lên bán cho bác sưu tầm này để chuẩn bị chơi Tết nhá. Thì đơn đầu tiên là 350k là một đơn trâu giống lá mít. Đó, trâu giống lá mít nha các bác nhá. Mít 100% nhá, tất cả các cây. Đây, một cây đây các bác này. Đó, thì cái đơn này thì nó vừa vừa thôi, chứ không phải là nó to. Bởi vì cái hàng trâu giống các bạn. Còn cái đơn nào nó to thì em nói là nó ấy. Đó, đây. Nói chung cái đơn này thì nó tương đối nhá, chứ không phải là nhỏ hẳn đâu. Một cây này. Hai đây các bác này. Rất là đẹp luôn nhá. Ba, lá rất là dày luôn, to. Bốn, đây cây này được, to này. Cây này thì đang sưng nách lá các bác nhá. Đó, 4 này. 5 6 này. Cái này là hai cây nhá các bác, không phải là một cây đâu. Đó. Nó là mẹ bồng con luôn á. Đây, nhưng mà hai cây, cái mẹ với cái con này ngang nhau. Hai cây đều là hàng thân dừa hết này, đó. Đây, mấy này? 5 này. 6 này. Đó. Lá rất là tròn luôn. 7 này. 8 này. 9. 10. 11. 12. Và 13 cây nha các bác nhá. Đó. Đơn thì rất là đẹp luôn. Rồi em đến đơn số 2, 500k 2 cây. Thì hôm nay em về được cả 2 ba lô hàng mít đồng xu cho bác sưu tầm đây. Đó. Đơn số 2 là một đơn mít đồng xu nha bác nhá, 2 cây. Đây, một cây này. Mít đồng xu lá bóng luôn này, lá trơn luôn này. Đó. Lá rất là ngắn, tròn luôn này. Đó, đang nụ nha các bác. Đây, đang nụ. Đó, một cây nhá, hàng thân dừa luôn, mít đồng xu thân dừa luôn này. Và cây số 2 to hơn. Lá thì các bác nhìn là biết, nhìn phát biết ngay đây là mít đồng xu rồi. Không cần em phải nói nhiều, có một khúc này thôi. Và hơn 10 phân thôi, hai bên từ bên này cho đến bên này lá. Cái này thì cũng đang nụ này. Đó. Mít đồng xu mà như thế này thì trừ những cái cây gọi cây khủng thì nó to thôi, còn mít đồng xu là như thế này gọi là cây bự rồi các bác. Đó. Em đến đơn số 3, 450k. Một cây nhạn mít đồng xu này. Xếp rụt rịt luôn nhá. Đó, mít đồng xu nha các bác nhá. Một cây này. Một cây trâu mít đồng xu nữa này. Đó, cây này thì nó chưa thấy có hoa đâu các bác. Đó, nó vẫn là cây non. Nhưng mà nhìn tương đối rất to rồi đấy. Rất là to luôn nhá. Bản lá rất là dày luôn. Một cây này. Hai cây này. Đó, cây này là hàng lá vàng luôn. Cây này thì đang sưng nách lá rồi các bạn. Chuẩn bị bung nụ này. Và ba cây nhá. Đó. Ba cây này. Đó. Vậy là đơn này là ba cây trâu và một cây nhạn nhá, 450k. Đơn số 4 700k các bác. 700k thì hai cây. Đây, một cây này các bác này. Cây này thì rất là to rồi. Đang nụ nhá. Nụ trắng luôn này. Đó. Tuyệt vời luôn. Cái này thì rất là tuyệt. Cái lá gốc của nó bị người ta bỏ trong bao á, mang từ rừng về nó bị gãy các bác. Em cắt đi đó. Đó. Còn hai lá thôi. Nhưng mà rất là đẹp nhá. Hai lá ngọn này thì không bị một lỗi gì đâu các bác nhá. Không gãy, không dập gì hết nhá. Rồi, cây thứ hai đây. Cây thứ hai là phải nói là cây tuyệt vời luôn này. Đó. Cái này rất là to. Cái này từ bên này qua là phải 25 cm đấy các bạn. Đó, lá rất là to này, dày này. Đó. Một bên lá chỉ có thế này thôi, 10 cm thôi. Cũng đang nụ luôn này. Đó. Rồi, đây này 700k.
Em lên đơn số 5 55k là 3 cây mít xếp à mít chuẩn nhá. Hàng xếp rụt rịt này. Đây các bạn này, một này. Hàng này lá mít nhưng mà lại nó lại còn xếp rụt rịt nhá các bạn nhá. Nay em được 3 cây này. 3 cây này là 3 cây đẹp này, em lựa ra này. Đơn tuyển cho bác chơi này. Đó, lá xếp rất là rụt rịt luôn này. Lá này trồng lá kia luôn. Một cây này. Không lỗi này. Đang nụ nha các bác nhá. Nụ cực kỳ mập, cực kỳ trắng luôn này. Đó, các bác nhìn này. Một cây này. Hai cây này. Thì cái cây này, cái lá này nó bị gãy ở trong rừng này. Nó gãy lâu rồi các bạn. Đó, nhưng mà các bác nhìn này. Không có, gọi là cái kẽ lá của nó không có hở. Đó, nó xếp rụt luôn. Đây, nụ đây. Đó. Tương đối to nhá. Và cây thứ ba nhá. Đây. Đây, nụ đây các bạn này. Rồi. Đợt này thì rất là chuẩn rồi. Về các bác làm một chậu lục khủng, một chậu lớn luôn này. Đó, chơi Tết. Tẹt ga này. Rồi em đến đơn số 6. Đơn số 6 là 4 cây nha các bác nhá. 4 cây mít này. Có cái thân dừa cho bác chơi luôn này, một cây này. Đó, hàng thân dừa ngắn này. Đó, một cây mít này. Cây này thì đang nụ này. Đó, đây các bác nhá. Nụ này. Nụ nó ở bên trong này. Đây. Cành trắng này. Đó. Một cây này. Hai cây này. Cây này kẻ sọc lá rất là rõ luôn. Đó. Ba cây. Đang nụ hết rồi. Và bốn cây nha các bác nhá. Bốn cây này là cực kỳ chuẩn, giá yêu thương luôn. Rồi em đến đơn số 7 là một đơn hàng cho bác về bắt năm anh trắng này. Một đơn châu lá dài này. Hai cây 250k thôi, cực kỳ rẻ bèo luôn. Đây một cây này. Cái lá này thì gọi là bỏ đi rồi các bạn. Cái lá gốc nhá. Lá gốc này thì nó đang héo rồi. Thì nó ra hoa nó xuống cái lá này thôi. Nên các bác không cần phải quan tâm đến cái lá gốc này nữa. Đó, còn ba lá ngọn của nó là rất ok này. Cực kỳ đẹp luôn nhá. Lá rất là dài. Đó. Cái hàng này các bác dễ bắt năm anh trắng. Họng tím lắm. Đây. Mặt hoa rất là đẹp, cái loại hàng lá dài này. Nhiều cây mặt hoa cho rất là đẹp luôn nhá. Đó. Đang nụ này. Nụ rất là trắng luôn nhá. Đó, các bác nhìn này. Nó ra dài rồi mà nó vẫn trắng nhá. Đó, một cây này. Hai cây này. Đó, cây này cây 40 đấy các bạn, từ bên này qua. Đây nụ này. Nụ này thì nó lại hơi nhanh trắng, hơi tím tím. Đó. Nó là to, hai cây là tương đối nhau. Rồi, em đến đơn số 8. Số 8 nha các bạn nhá. Số 8 là một đơn combo này. 250k, một cây quý tím, tím lịm luôn này. Đó. Một cây này, nguyên bản nhá, hai cây này. Đó. Cái loại này về bây giờ các bác bỏ vào chậu thì qua Tết là nó ra hoa thôi, tháng 4 ra hoa thôi. Ba cây này. Bốn cây. Rồi, bốn cây quý tím. Bốn cây quý tím rồi. À bốn cây quý tím nguyên bản em quên. Đây, một cây trâu. Một cặp trâu mít nữa này. Đó, hai cây mọc gần nhau nhá. Một cây nhỏ một cây to như nhìn như mẹ bồng con luôn này. Không khác gì thế mẹ bồng con luôn nhá. Nhưng mà đợt chất đây là hai cây. Đó. Đang nụ hết rồi nhá. Nụ rất là khỏe luôn nhá, mập. Cây con của nó đang chuẩn bị ra nụ rồi, cây nhỏ. Thêm một cây trâu nó bị lỗi một cái lá ở trên này, này. Đó, nhưng mà không sao hết, đang nụ này. Cũng đang nụ luôn này. Rồi. Hai cây bèn ngọc hải âu này. Một cây quý tím rồi. Hai cây.
3 cây. Đó. Một bụi nhất điểm hồng nguyên bản. Thân cực kỳ vàng luôn. Hai bụi. Mặt hoa đây các bác nhá, vẫn còn đang hoa này. Đó. Này mà giữ được nước cho nó là có thể Tết các bác còn chơi được hoa nữa này. Đó, bởi vì là mấy cái thân tơ này chưa ra hoa nhá. Cái này nó ra phải đây, nụ đây các bác này. Em nói luôn là nhất điểm hồng em nói rất là nhiều rồi. Nhất điểm hồng là các bác chơi, nếu mà chơi mà các bác giữ được ẩm cho nó phải hơn 1 tháng đến 2 tháng, bởi vì là hết cái loại này nó ra từ từ. Cái ở trên này nó cũng phải được mười mấy 20 ngày này các bác này. Thật một cái, nếu mà như mà các bác trồng mà đã ấy rồi, dễ đã ra đồng hoàng khỏe cây rồi đó. Đó. Một lần nó ra này các bác phải chơi được mười mấy ngày. Đó. Xong bắt đầu nó tàn đây, nó lại mọc ở bên dưới này nữa nhá. Ra hoa, bác nào nhà trồng nhất điểm hồng rồi thì các bác biết này. Rồi. Thêm một cây giáng hương tam bảo sắc nữa. Giáng hương tam bảo sắc thì các bác nhìn này, cái cây này này. Nhưng mà hoa cực kỳ dài luôn nhá. Nó còn bị gãy thêm một đoạn này rồi nhá. Đó. Mà cái hoa của nó là đây các bác này, nhìn này, rất là dày luôn nhá. Đó. Rồi. Em đến đơn số 9, 300k là một đơn châu giống bình thường nhá. Có cả mít cả sếp nhá. 300k thôi, đơn này thì cực kỳ rẻ luôn. Đơn này em bán xả rồi. Một cây này các bác này. Hai cây này. Đơn này là gọi là tương đối lớn đấy. 3 4 đó, cây là mít này. 5 6 cũng là mít luôn này. 7 8 9 vằn như báo vằn luôn. 10 11 12 13 14 15 16 cây là mít luôn này. 17 18 19 và 20 cây nhá các bác nhá. Đó, 20 cây mình chỉ có 300k thôi, cực kỳ rẻ. Đơn này là đơn em bán lỗ. Đơn em bán xả. Rồi đến đơn số 10, 250k. 250k, 3 cây trông mít. Bóc cho các bác chơi này. Đây, một cây này các bác này. Lá rất là to nhá. Và lá rất là to, bóng loáng luôn này. Như bôi mỡ luôn nhá. Đây, một ngồm hoa đây. Một cái nụ nó ra đây các bác này. Đó, cái này về các bác cứ lấy. Nếu mà các bác muốn để chơi hoa Tết á, mà các bác không muốn cắt đi á, mà cây nó vẫn giữ sức, thì các bác lấy bông, bông gòn các bác. Đó, hoặc là vải, cái loại vải gì mà dày dày tí như len hay là ấy gì cũng được, nhung được. Các bác quấn quanh như dễ này. Đó, các bác cứ bỏ vào chậu là bình thường. Rồi tưới nước, giữ ẩm cho nó. Là cái rễ này mặc dù nó không hút được chất nhưng mà nước á, thì nó vẫn ngấm mà nó vẫn giữ được cho cây nó tốt tươi nha các bác nhá. Đó, một cây này. Hai này. Đó, cũng đang nụ luôn này. Thân dừa nhá. Toàn hàng lá mít thôi. Đây. Hai cây này đều nhau này. Và cây số 3 nhá. Cây này thì cái lá này nó bị mất một ít một miếng này này. Người ta đi khai thác trên rừng vậy. Nhìn nó rất là to luôn này. To mà nó lại tròn, nhìn không khác gì mít, lá mít đồng xu luôn này. Đây nữa này. Đó. Rồi. Cây này thì nó to hơn. Đơn này 250k thôi. Rẻ như cho. Em đến đơn nữa là đơn số 11, 350k là một đơn tuyển, đơn nhận tuyển cho bác chơi nhá. Một này. Đó. Thân cong luôn. Lá xếp rụt rịt luôn này các bác này. Đó. Một cây này. Rất là to nhá các bác nhá. Cái đơn này nó gọi là hàng tuyển này, nó cực kỳ to, cực kỳ đẹp. Hai này. Đó. 3 này. Cây này cực kỳ nặng luôn. Lá nó dày các bạn. 1 2 3 4 5 5 hợp rưỡi lá luôn. Cái này về các bác có thể kích được cây con lên này. Và cây số 4 này các bác này. Rất là tuyệt vời này. Cây số 4 nó không xếp rụt rịt nhưng mà được cái này lá lại xếp đều nhá. Đó. 1 2 3 4 5 cặp lá. Đó. Rồi em đến đơn số 12. Vẫn là một đơn hàng tuyển 400k. Đơn hàng là mít.
nhãn lá mít xếp rụt rịt cho bác chơi này. Còn cây gọi là ok một này. Đó, hàng lá mít nha bác nhá. Xếp rụt luôn này. Một cây này. Hai cây này, cái này hơi nhỏ hơn tí. Nhưng mà năm ngoái thì nó đã cho hoa rồi. Đây. Hai cây. Ba cây này. Nhìn là biết là hàng tuyển rồi. Bốn cây này. Xếp như liên hoa luôn. Năm này. Sáu này. Đơn này không có lỗi gầm gì hết. Còn là hàng tuyển không có lỗi đâu các bác. Và bảy cây nhá. Cây này thì khỏi các bác khỏi chê luôn. Như mít đồng xu luôn nhá. Nhiều lá như mít đồng xu luôn. Cái cây này nó lại hay là có lá nó dài, có lá nó ngắn này các bác này. Nhưng mà cái đặc điểm đặc biệt của nó á, là cái lá nó lại cực kỳ dày, dày hơn những cây khác nha các bác nhá. Đó. Đây, lá dài, đây là ngắn, lên lá dài, đây lên lá ngắn, lên lá dài. Đó. Nhìn nó rất là so le nhau. Cây rất là độc lạ. Đơn này nên sưu tầm, bỏ 400k không sao hết các bạn. Đơn số 13, 500k, một đơn trâu. Đây, một cây trâu lá tím này các bạn này. Cây này là tím cả trên mặt trên mặt dưới này. Một cây này. Cây số 2 cũng là một cây nhưng mà nó lại tím ở dưới rồi, được hai lá ngọn rồi. Đó. Ở trên thì nó hơi tím rồi. Đó. Và đây, một em lá nhăn. Đó, đột biến lá nhăn nha các bác nhá. Đột biến là lá nhăn chứ không phải là đột biến lá ấy đâu, lá sọc hay là kẻ gì đâu. Đó, đây. Lá rất là dày, rất là nhăn luôn này. Đó, không cái lá ở dưới gốc không nhăn ở giữa mà nó nhăn bên cạnh lá này các bác nhá. Đó, xong lên đây. Đó, lá teo vào, xong đấy lại ấy ra mập ra, nhăn ở đây. Nhăn hết. Còn lá này thì gọi là nhăn mạnh luôn này, lá ngọn là nhăn mạnh luôn. Rồi, lá này cũng gọi là nhăn ít thôi. Đó. Nhưng mà lại rất thẳng, không có cong một tí nào đây các bác này. Đó. Đột biến thì chả có lá nào giống lá nào đâu các bác nhá. Đang nụ này, nụ cực kỳ trắng luôn nhá. Rồi. Em đến đơn số 14, 450k. Một đơn châu mít giống lớn. Đơn này là châu mít giống lớn nhá, không giống đơn số 1 đâu các bác nhá. 450k đây. Một cây. Bác nào mà thích là lấy đơn số 1 với đơn số 14 này về chơi là đúng ấy luôn, hợp luôn này. Một này. Đó, lá rất là ngắn, nhìn như kiểu là ấy luôn, mít đồng xu luôn này. Một cây này. Hàng tương đối to nhá các bác nhá. Hàng rất là to nhá, hàng giống nhưng mà rất là to này. Một cây này. Hai này. Đó, các bác nhìn là biết rồi. Ba này. Nói chung là cũng có cây nhỏ nhưng mà nó ít. 4 này. 5 này. 6 này. Lá này lá bóng luôn các bác. Mít mà nó bóng luôn đấy, trơn luôn. 7 này. Thì to. 8 này. 9 này. 10 này. 11. 12. 13. Đó, 13. 13 cây lớn nhá. Còn một cây gọi là nhỏ hơn thôi chứ không phải là nó nhỏ đâu mấy nhá. 1 này. 2 này. 3 này. Đó, 3 cây nhỏ. Rồi, đơn này 450k. Các bác mà lấy đơn này với đơn số 1 về chơi là tuyệt vời luôn, không thể chê vào đâu được. Em đến đơn số 15 nhé bác, 380k. Thì đơn này là một đơn hoàng nhạn lớn, vừa cho đến lớn nhá, chứ không có hàng giống nhá. Một cây này. Đó. Hai cây này. Đó, cây này nhìn rất là to. Lá xếp rất là đẹp nhá. Ba. Bốn. Lá xếp rụt rịt luôn. 5.
6 7 8 cái này kiểu mọc thế xoắn 9 cái này thì bị lỗi lá ngọn này. 10 11 12 13 và 14 cây nhá. Đó, đơn này mà 380k 14 cây lớn như thế này thì cực kỳ rẻ rồi các bác nhá. Đó. Rồi đơn số 16 350k. 2 cây châu mít lớn này. Nguyên bản cho bác chơi Tết này, một cây này. Đây nụ đây các bác này. Nụ rất là khỏe nhá. Cái hàng này về các bác chịu khó tới nước là chơi Tết thôi, không cần phải ấy đâu. Mất công là cột bông, cột vải làm gì để giữ nước gì đấy. Cây tương đối to nhá, rất là to này. Đó, nói chung là từ bên này qua bên này cũng phải 30 cm này. Đó, 350k một cây này, hai cây này. Đó, hàng là mít rất là đẹp này. Cây này đa xương nách nạ lá ở đây này, chuẩn bị ra nụ nha các bác nhá. Đó, hai cây này. Rồi em đến số 17. 200k cho hai cây gọi là lá xếp thôi, lá xếp rụt này. Đây một cây này, lá xếp rất là rụt rịt nhá, hàng lá xếp nhưng mà nó rụt cực kỳ rụt luôn này. Cái này thì nó nói chung là tương đối như kiểu là hàng lá mít rồi chứ không phải hàng lá xếp nữa đâu. Đó, một cây này, cái này thì nó còn đang còn non nhá các bác nhá. Các bác để ý là lá gốc nó chưa xuống luôn này. Đó, về các bác mà giữ ẩm được cho nó là 2 năm nữa là cây này là thành một cây châu khủng này. Lá rất là nhiều, xếp rất là đẹp. Một này, tương đối to này. Hai đây, cái này thì khỏi phải chê rồi. Cái này, nhìn cái lá như thế này không phải đấy đâu, mà nó thiếu nước các bạn. Trong rừng mùa này, chỗ em mùa này là mùa khô rồi. Đó, thiếu nước. Mới là cây giờ là nó không hút đấy nữa. Không hút từ chất từ cây được như hồi mùa mưa đâu các bạn. Nên cây nó nhiều cây hơi héo này, trừ những cái cây như thế này nó mọc ở ví dụ ở bãi rừng xanh hay là gần dưới suối này, đó thì nó còn mát đây, nhưng mà cái lá nó xếp này các bạn, tuyệt vời đẹp luôn. Rồi đơn này là 200k nhé. Đơn số 18 250k, tiếp tục một cặp châu mít nữa cho bác chơi này. Đó, một này. Đó, cây này thì nụ đây các bác này. Đó, nụ na na này. Một cây này. Khoảng 20 cm nhá mấy nhá. Một cây. Hai cây. Lá rất là bóng luôn. Đang nụ luôn. Ngược lại nụ rất là mập, trắng, xanh luôn. Đó. Rồi, đơn này 250k. Đơn số 19 200k, một cặp châu mít nữa này. Đó, đây, một cây đây các bác này. Châu mít, nhưng mà cái cây này là nó bị lỗi cái lá ở trên này này. Đó. Đó. Cây tương đối đẹp, đẹp to luôn. Nó chỉ bị lỗi một lại ít lá này đây thôi. Còn nụ thì tím ngắt luôn này. Một cây. Hai cây. Tương đối to. Đơn số 20 150k thì là một đơn quy tím lớn nha các anh nhá. Một cây này. Đó. Mẹ bùng con luôn nhá. Hai cây này. Cái hàng này về các bác trồng là tháng qua Tết năm qua Tết năm nay là sang tháng 4 là sẽ ra hoa này. 3 này. 4 này. Đơn này rất là to. 5 này. 6. Đó, nhìn xếp rụt rịt luôn. 7. Cái này thì rất là ấy rồi. Có thể chê rồi. 8. 9. Rồi, 9 cây. Và thêm một cây sóc này. Sóc lớn nữa này. Đó.
có hàng lá xoăn luôn, hai cây này rất là to nha các bác nhá. Và ba cây này, cây này là hàng lá ngắn, bản lá to dày nhưng mà nó lại ngắn này, xếp rụt rịt luôn này. Rồi 150k, em đến đơn số 21, 200k, ba em trâu, ba em trâu mít nhá, một này, đang nụ này các bác nhá. Hai này, lá rất là to nhá, không có lỗi đâu các bác nhá, em này thì chưa thấy ra nụ. Và ba này, 200k một đơn này. Đơn này em bán xả này. Rồi đến đơn 22, 250k. 250k một đơn nhạn, vừa giống vừa nhạn lớn này. Một cây giống này, hai, ba, bốn, năm, cây này cây lớn này, sáu cây lớn luôn này, bảy, cái này thì các bác không phải bàn à, tám, chín, khúc này là ba cây nhá, hai cây lớn và một cây bé này, và 10 khúc này, đó, 250k, cả lớn cả nhỏ nhá. Đơn số 33, à 23, 300k, đơn trâu nguyên bản giống lớn này, một này, đó, nguyên bản hàng giống mà cả bản lá cả 20 cm này nhá. Đó, từ bên này qua bên này, độ dài của hai bên lá này, 1 2 3, các bác nhìn là biết rồi, 4, đó cây lá mít thì ấy này, nhỏ, 5, mấy cây kia lá xếp, và 6 này, đó được hai cây lá mít nha các bác nhá. Rồi đến đơn 24 là một đơn cuối cùng, là một đơn ba cây nhạn lá lướt nhá, một này, đó, nhạn lá lướt nhá, lá rất là mỏng này, lá mỏng, xếp rất là đẹp luôn, một cây này, tương đối to nhá, hai cây, cái này thì cái ngọn nó bị gãy, giờ nó mọc lên ngọn mới, đó, lá lướt, lá rất là bóng luôn, đơn này qua đây, đó. Và ba cây này, đó, cái cây này thì cái lá kề lá ngọn nó hơi tét tí này. Rồi đơn này là đơn số 24, là 200k, là đơn cuối cùng. Thì hôm nay buổi trưa hôm nay em có một số mặt hàng, thế thì các bác xem thích đơn nào thì cứ gọi điện hoặc nhắn tin trực tiếp về số điện thoại của em nhé. Em xin chào tất cả các bác.